Xin kính chào quý vị khán giả. Bích Huấn rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi những nội dung chi tiết ngay sau đây. Đầu tuần này, chia sẻ với tờ tạp chí Vogue, ông Donald Trump đã nhắc tới một cuộc trò chuyện mà ông được cho là đã tiến hành với Tổng thống Nga Vladimir Putin khi ông còn giữ chức Tổng thống Mỹ. Theo ông Trump, ông đã nói với Tổng thống Putin rằng nếu Nga tấn công Ukraine, Mỹ sẽ khiến Nga nếm đòn đau và ở ngay giữa Moscow. Tuy nhiên mới đây, Tổng thống Putin cho rằng những lời bình luận được đưa ra trong lúc chiến dịch tranh cử ở Mỹ đang căng thẳng không nên được coi trọng. Nhà lãnh đạo Nga cho hay ông không nhớ đã có cuộc trò chuyện như vậy với ông Trump. Cũng theo ông Putin, những bình luận như trên là lối nói chuyện bình thường trong chiến dịch tranh cử ở Mỹ. Ông Putin nói, tôi không nhớ có cuộc trò chuyện như vậy với ông Trump. Chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ đang ở giai đoạn căng thẳng. Tôi cho rằng các bạn không nên coi trọng tuyên bố của bất kỳ ai quá mức. Đề cập đến lời đe dọa tấn công tượng Trump, Tổng thống Putin cho biết đe dọa Nga là vô nghĩa vì điều này chỉ khiến chúng tôi thêm táo bạo. Nhà lãnh đạo Nga nói thêm, việc đe dọa Nga sẽ chỉ vô nghĩa vì điều này chỉ khiến chúng tôi quyết tâm hơn. Trước đó, Điện Kremlin cũng đã lên tiếng về phát ngôn của ông Trump trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue. Theo đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga vẫn giữ lập trường rất có trách nhiệm về việc không công khai nội dung các cuộc trò chuyện được tiến hành ở cấp cao nhất. Họ cũng lưu ý đây chỉ là luận điệu bầu cử khi ngày bầu cử Tổng thống ở Mỹ đang đến gần. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo trong trường hợp Mỹ tấn công Moscow, Nga chỉ có lựa chọn đáp trả bằng cách tấn công vào thủ đô Washington của Mỹ. Mặt khác, ông cũng cho rằng đây là luận điệu bầu cử và một kịch bản như vậy khó xảy ra bởi ông Trump vốn có kỹ năng đàm phán và mối quan hệ giữa Nga với ông Trump cũng tốt đẹp. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ mới đây đã công bố bản đồ mới nhất về tình hình xung đột Nga-Ukraine. Theo đó, cho thấy quân đội Moscow đã đạt được những thành quả đáng kể ở Selidov, thị trấn tiền tuyến Donetsk trong những ngày gần đây. Các cảnh quay định vị địa lý từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 10 cho thấy quân đội Nga tiến vào phía đông bắc thị trấn cùng các thành viên của lữ đoàn súng trường cơ giới 114 của Nga trong khu vực. Bản đồ ISVK cho thấy một số thành quả của Moscow trong khu vực. Từ cả nguồn tin của Ukraine và Nga, bao gồm việc kiểm soát các thị trấn Imailivka, Kharizhnya và Horodivka trong tuần này. Blogger quân sự người Nga Tu Meijer đã đăng tải video trên Telegram cho thấy các binh sĩ thuộc trung đoàn súng trường cơ giới cờ đỏ 433 trên nóc một tòa nhà, một trong số họ đang cầm cờ Nga. Bài đăng cho biết, bằng hành động quyết đoán, quân đội của chúng tôi đã phá vỡ hàng phòng ngự của lực lượng vũ trang Ukraine ở trung tâm thành phố. Bài đăng đồng thời nói thêm rằng quân đội Nga đang di chuyển về phía Tây. Tuy nhiên, ISVK cho rằng việc Moscow tập trung lực lượng ở Selidov đã gây tổn hại đến nỗ lực tấn công Bokrov, trung tâm chiến lược và là mục tiêu hoạt động của Nga tại khu vực mặt trận này. Theo ISVK, việc Nga tiến vào Selidov cũng như phía Nam và phía Bắc thị trấn này có thể sớm khiến quân đội Ukraine phải rút lui để tránh bị mắc kẹt. Tuy nhiên, giới chức cho rằng ngay cả khi giành được thị trấn này trong những ngày tới, không có nghĩa là Nga sẽ kiểm soát được Bokrov. Báo cáo cho biết thêm rằng, việc giành quyền kiểm soát Selidov sẽ khiến lực lượng Nga kiệt sức và lực lượng này sẽ suy yếu nếu được lệnh chuyển hướng về Bokrov. Trên Telegram, nhà quan sát quân sự Ukraine Konstantin Masovets nhận định, trong khi một số lượng lớn quân đội Nga cam kết tham gia mặt trận Bokrov, thì các lực lượng này lại xa lầy trong các cuộc tấn công vào Selidov. Một nhà báo quân sự nổi tiếng của Nga cũng đồng tình với phân tích này, đồng thời nói rằng nỗ lực giành Bokrov của Moscow đang bị trì hoãn. Trong khi đó, ngày 24 tháng 10, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết các lực lượng của nước này đã đẩy lùi 38 cuộc tấn công của Nga vào mặt trận Bokrov và 148 cuộc giao tranh đã diễn ra trong ngày qua. Trong một bài đăng trên Facebook, quân đội Ukraine cho biết tình hình trên chiến trường vẫn còn khó khăn, đối phương đang tận dụng lợi thế về nhân lực và trang thiết bị để tấn công liên tục vào các vị trí của chúng tôi. Trang tin Ukrainska Pravda dẫn nguồn quân đội Ukraine cho hay, quân phòng thủ Ukraine đang kiên trì chống lại áp lực của Nga và gây ra tổn thất đáng kể cho đối phương. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày đưa tin lực lượng Moscow đã tấn công các sân bay quân sự của Ukraine và gây thiệt hại cho nhân lực và thiết bị quân sự của đối phương tại 139 khu vực trong ngày qua trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Bộ này tuyên bố máy bay tác chiến chiến thuật, thiết bị bay không người lái tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh của các nhóm lực lượng Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng sân bay và tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của đối phương tại 139 địa điểm. Giới chuyên gia mới đây đã nhận định rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ làm tiêu hao xe tăng và tiêm kích mà phương Tây gửi đến.
nếu như các lực lượng Kiev thực sự đưa chúng vào chiến đấu. Chia sẻ với tờ Business Insider, các chuyên gia quân sự cho rằng phương Tây không nên ngạc nhiên nếu như không có chiếc xe tăng hay máy bay quân sự nào gửi cho Kiev có thể tồn tại đến cuối xung đột. Ngoài ra, cuộc xung đột với Nga là dữ dội, quy mô lớn, kéo dài, do đó Ukraine cần chấp nhận rủi ro cao, cũng như nguy cơ lớn tổn thất thiết bị. Chuyên gia chiến tranh trên không Michael Barnett tại RAND Corporation cho biết, nếu như có chiếc F-16 nào có thể đi đến cuối cuộc chiến, có lẽ chúng đã không được sử dụng ở mức tối đa, ông Barnett nói thêm. Tôi ghét phải nói như thế, nhưng chúng ta, với tư cách là phương Tây phải nhận ra rằng, mọi xe tăng Abraham, mọi máy bay F-16 được gửi đi, nếu bất kỳ chiếc nào trong số chúng vượt qua được cuộc chiến, có lẽ chúng chưa được sử dụng hết công suất. Các đối tác phương Tây mới chỉ gửi cho Ukraine số lượng nhỏ máy bay chiến đấu và xe tăng. Điều này đồng nghĩa làm hạn chế những việc Ukraine có thể làm với số vũ khí nhận được. Trong khi việc sử dụng tối đa hóa các thiết bị này cũng làm tăng nguy cơ mất thiết bị. Chuyên gia về chiến tranh tại trung tâm Stimson, ông William Albert cho rằng, nếu các vũ khí bị phá hủy để Ukraine làm những điều mà họ không thể làm nếu không có chúng, đồng thời gây ra tổn thất lớn cho Nga, điều đó hoàn toàn xứng đáng. Chúng tôi cung cấp vũ khí và biết sẽ không lấy lại được chúng. Ông Amberg giải thích thêm, mọi thứ chúng tôi trao cho Ukraine có thể và sẽ bị phá hủy trong chiến đấu. Nhưng ít nhất, chúng phải được sử dụng với toàn bộ tiềm năng và điều đó đi kèm rủi ro. Trên thực tế, Ukraine đã mất một số xe tăng Abraham và Leopard, nhiều xe chiến đấu Bradley và ít nhất một tiêm kích F-16 mới nhận được. Song ông George Barrot tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho rằng, việc chỉ ra một vài chiến đấu cơ Ukraine bị phá hủy và phi công thiệt mạng, sau đó đưa ra kết luận rằng họ không thể làm điều này, sẽ là một cách sai lầm khi nhìn nhận mọi việc. Có thể nói xung đột ở Ukraine là một cuộc chiến thảm khốc, thương vong cao và tiêu hao số thiết bị lớn chưa từng thấy ở châu Âu trong nhiều thập kỷ qua. Một cựu binh Mỹ từng chiến đấu ở Ukraine cho biết, nhiều tay súng phương Tây đến Ukraine với suy nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra dễ dàng, nhưng thực tế nhiều người đã mất mạng. Quân đội và thiết bị của Ukraine luôn gặp rủi ro trong quá trình làm chậm đòn tấn công của Nga hoặc phá vỡ hàng phòng thủ của Moscow. Điển hình, Ukraine đã mất chiếc F-16 đầu tiên trong một nhiệm vụ phòng không nhằm bảo vệ các thành phố khỏi loạt tên lửa Nga tấn công. Theo ông Albert, đối với Ukraine rủi ro là cần thiết, ông Albert nói. Bạn có thể đảm bảo bạn sẽ không mất chiếc F-16 nào nữa nếu bạn không sử dụng và giữ chúng trong các hầm chứa sâu dưới lòng đất. Song như vậy còn ý nghĩa gì? Với số lượng nhỏ tiêm kích F-16 và khoảng vài chục chiếc xe tăng Abraham, đôi khi Ukraine phải thận trọng trong quá trình sử dụng. Song theo ông Amberg, Ukraine nên chấp nhận nhiều rủi ro hơn. Ông Barnett cũng cho rằng phương Tây nên cởi trói các quy định liên quan tới việc Ukraine sử dụng vũ khí được viện trợ. Theo ông, phương Tây không nên hạn chế cách Ukraine sử dụng F-16. Trong khi Đan Mạch, một trong những quốc gia cung cấp F-16, tuyên bố Kiev có thể tấn công Nga bằng F-16 mà họ cung cấp, nhưng các đồng minh khác lại không cùng quan điểm. Đặc biệt, các xe tăng và tiêm kích Ukraine nhận được cũng không phải là những hệ thống hàng đầu, và phương Tây hoàn toàn có thể chấp nhận rủi ro khi để Kiev sử dụng chúng. Điển hình xe tăng Abraham chuyển cho Ukraine là mẫu cũ không có sắp nâng cấp. Ngay cả tiêm kích F-16 cũng là mẫu chiến đấu cơ thế hệ thứ tư, trong khi các nước phương Tây đã chuyển sang tiêm kích thế hệ thứ năm hoặc đang nghiên cứu các tùy chọn thế hệ thứ sáu. Ông Albert nhấn mạnh, chúng ta không trao cho họ những thứ tốt nhất, chúng ta trao cho họ những thứ mà chúng ta nghĩ đủ khả năng để cho đi. Vậy là đối với nhiều nước châu Âu, đây là những thứ mà họ đã quyết định thay thế. Ngày 24 tháng 10, khi phát biểu tại cuộc họp cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh BRICS theo định dạng BRICS cộng và mở rộng tại thành phố Kazan, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng xung đột ở Trung Đông đang lan rộng và có thể trở thành một cuộc chiến toàn diện, ảnh hưởng đến nhiều nước trong khu vực. Ông nói, hành động quân sự bắt đầu cách đây một năm ở Gaza, giờ đã lan sang Liban, các nước khác trong khu vực cũng bị ảnh hưởng. Chủ nhân Điện Kremlin nói thêm, mức độ đối đầu giữa Israel và Iran đã tăng mạnh. Tất cả điều này gợi nhớ đến một phản ứng dây chuyền và đẩy toàn bộ Trung Đông đến bờ vực của một cuộc chiến toàn diện. Ông Putin cũng bày tỏ lo ngại về tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi, với số lượng người tị nạn và phải di rời vượt qua con số 1,5 triệu người. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của xung đột và những hệ lụy lan rộng mà nó gây ra trong khu vực.
Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng giải pháp cho cuộc xung đột ở Trung Đông nên dựa trên các quy tắc quốc tế đã được công nhận, đồng thời kêu gọi thành lập một nhà nước Palestine độc lập, sống chung hòa bình với Israel. Ông Putin cho rằng việc sửa chữa những bất công lịch sử đối với người Palestine có thể là chìa khóa đảm bảo hòa bình ở khu vực này, và khi vấn đề này chưa được giải quyết, thì vòng xoáy bạo lực sẽ không thể bị chấm dứt.